Xin chào các cô, các chú, các anh chị quay trở lại kênh YouTube Em Lương ở Nội Bài. Đằng trước mọi người đây là con Maverick Pro Racing R3000. Cái mẫu này là mẫu xe đạp khung nhôm mà của hãng Maverick Pro. Con này thì thương hiệu thì nói là thương hiệu của Nhật, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Mẫu Maverick Pro này là một trong những cái mẫu mà xe đạp đua tay cong có cái size nó nhỏ nhất trên thị trường. Hầu hết các cái mẫu khung nhôm trên thị trường tay cong ấy, đa số đều là khá là lớn đối với một số người mà thân hình nhỏ bé mà tầm 1m6 dưới 1m6 thì không thể đi được. Thì con này là con size rất là nhỏ. Cái size của nó là size 44 thì rất là hợp cho các chú là hoặc là các chị nữ, đặc biệt là phụ nữ nhá. Cái chiều cao thấp ấy, từ đây đến đây là 44 rồi và dòng ngang này có 50 thôi. Thường thì các hãng khác khung nhôm đa số trên thị trường mọi người cứ đo nhá. Nó size nhỏ nhất là tầm 465 và dòng ngang của nó tầm khung nhôm đối với ở thị trường Việt Nam đa số tầm 52 thì nó khá là dài. Đối với các anh chị hoặc các cô chú ví dụ 1m6 đi để hơi bị với, hơi bị mỏi thì con này là cái sự lựa chọn hoàn hảo. Đợt trước thì nó có cả phiên bản size to như hiện nay Em Lương chỉ còn một vài con size nhỏ nên Em Lương hôm nay làm chương trình sale giá giảm giá đặc biệt cho các anh chị khi xem video này. Cái này bình thường nó đang bán là giá tại hãng là 10.990.000. Ngày hôm nay khi mọi người xem video này Em Lương đang sale cho mọi người với cái giá là 10 triệu cho một chiếc xe đạp đua khung nhôm. Mà cái con khung nhôm này rất là hay nhá. Cái khung nhôm này có vừa có thể lắp được phanh má lại còn vừa lắp được cả phanh đĩa. Có nghĩa là sau này anh chị muốn thích chơi phanh đĩa, thích nâng cấp lên chúng ta thay bánh khác là có thể chuyển sang thành phanh đĩa được bởi vì khung của nó là khung 2-trong-1 mọi người. Thì con Maverick Pro Racing R3000 này thì cái điểm mạnh của nó chính là cái khung sườn thiết kế bản dẹt nhìn rất là đẹp, rất là thời trang nhá. Nhìn khung nhôm nó là cái càng của nó là đúc nghiền khối này, nhìn rất là đẹp, nhìn như khung carbon ấy. Đó, nhìn cái đề thế mạnh của nó chính là cái khung sườn thì khá là đẹp. Mẫu này thì màu sắc của nó cũng rất là tươi, đặc biệt là chị em phụ nữ thì thích chơi tông màu nổi thì con Maverick Pro này là một cái màu rất là tươi, rất là sáng khi chúng ta sở hữu nó. Con này được hãng nó trang bị bộ đề lắc là Shimano Claris R2000 này, hai đĩa 8 níp nhá. Tay đề của nó Shimano rất là bền. Ghi đông nhôm thì bản dẹt nhá. Đó, ghi đông nhôm bản dẹt này. Vành cao bản cao này là bản cao 4 phân cho mọi người nhá. Đùi đĩa con này sử dụng đùi đĩa trục rỗng này, hai tầng của Browell này. Gạt đĩa Shimano Claris R2000 này. Cú đề sau cũng Shimano Claris R2000 chính hãng luôn. Con này líp 8 tầng của Sunshine và Xích 8 nha mọi người nhá. Và lốp của nó cũng sử dụng lốp của Kenda nha mọi người nhá. Con này thì cái phần yên của nó là yên rỗng giữa, nhìn khá là đẹp luôn, rất là to và đẹp nhìn. Và dòng yên này thì rất là êm đối với những người mới chơi. Những người mới chơi sử dụng yên này thì nó sẽ đỡ đau mông hơn. Và cọc yên của nó cũng là cọc yên dẹt. Thì đây là một cái con xe mà trong cái phân khúc tầm tiền mà là tầm 10 triệu thì em nghĩ là một trong những con xe có khá là ok. Các anh chị đang có nhu cầu mua xe đấy đi tập thể dục thể thao, đặc biệt là phụ nữ xa nhỏ thì không thể bỏ qua mẫu Maverick Pro Racing R3000 này nhá. Cảm ơn mọi người.